Quý vị à, bây giờ Ly sẽ đọc lại cho quý vị nghe những cái thông tin. Đây là một cái Ly đọc lại Cát Phượng nó nói vậy. Lúc em bắt tay chào tôi, ôm tôi, tay em lạnh ngắt và rất run. Tôi hiểu một điều rằng em đã rất sợ. Tôi chỉ cần hành động là hất tay của nó ra và nói một câu: "Không ôm đờ, không ôm đờ gì mày." Quý vị hiểu chữ đờ nhé. Là anh em của tôi nhào vô choảng nó mỏi tay mới thôi. Rồi, tôi ghét cái thằng này từ qua đến giờ, nhưng vì hôm qua tôi đuối quá nên không còn sức mà bấm vào điện thoại. Bây giờ tôi mới tỉnh táo và nhìn cái mặt nó. Có ai ghét nó như tôi không vậy? Xem clip nó nói như đúng rồi mà không cầm được tức á. Duy Nguyễn có đào, có đào mồ cúc mà gì cái con nhà Phượng này đâu, mà nó lại làm vậy. Rồi tiếp tục, bé nó thua óc chó, nó nghĩ sao mà nói vợ chồng chí tài có quyền gì mà đem xác chí tài về Mỹ. Bao nhiêu năm không ở bên cạnh chí tài, giờ muốn đem xác về là sao? Đó là lời của, đó là cái con Phượng Cát. Rồi mẹ kiếp nhá, nghệ sĩ Phượng Cát Phượng nhá, mẹ kiếp, mày không hiểu sâu trong hoàn cảnh gia đình người ta sao mày dám khẳng định nói những câu đó như đúng rồi vậy. Rồi là một cái bình luận của một cái bọn bầy đàn của chúng nó nói vậy quý vị. Mọi người cùng đánh sập nó nha, đừng đánh nó ngoài đời chi lại mang tội, cứ đánh vào kinh tế của nó là ok rồi. Một cái nick có tên là Phạm Thành Trung vào comment trong nhà con Phượng Cát ấy. Một cái tiếp nữa là con Phượng Cát, phát Cát Phượng nó viết là: đánh thì rất dễ, chỉ cần một người nào đó búng nhẹ tay, các anh em nó đánh như phim Mỹ. Quý vị nghe cho kỹ nhé. Nhưng đánh em thì cái tình và chữ người nó không còn. Trong cái gọi là nghệ sĩ của anh chị em chúng tôi muốn nói chuyện với em một cách hòa nhã. Mà quý vị coi lại cái clip đấy có hòa nhã không? Uy hiếp người ta còn chỉ thẳng mặt vào anh công an mặc áo xanh như vậy mà hòa nhã vậy. Chúng tôi muốn nói chuyện với em một cách hòa nhã nhất có thể, vì với tôi một người sai là đủ. Qua sự việc này mong em thay đổi cách ăn nói với tất cả mọi người và hãy quay một clip xin lỗi anh Chí Tài và chị bé Heo bằng những lời chân thành nhất. Chúng nó có quyền gì không? Rồi tiếp tục, sau này trong cách nói chuyện đừng xúc phạm đến bất kỳ ai dù đó là đứa trẻ. Nên nhớ, nó viết tiếp: huống chi đây là anh Chí Tài, một nghệ sĩ của bao thế hệ khán giả yêu mến. Nhắc lại, rất nhiều người Việt không yêu mến ai hết, không yêu mến cái bọn chúng nó nha. Điều nữa, chẳng thà không xúc phạm một đứa trẻ chứ loại nghệ sĩ như chúng mày thì người ta chửi là đúng rồi. Nó viết tiếp quý vị, bao thế hệ khán giả yêu mến, hơn nữa khán giả đang yêu thương chị bé Heo, yêu thương gia đình nhỏ của anh Chí Tài. Với người dân Việt chúng tôi không biết chị bé Heo bé chó là ai hết trơn á, ha. Cho nên đừng có đưa bé Heo bé chó ra đây mà nói. Rồi tiếp tục, đừng đụng đến nghệ sĩ. Anh Chí Tài an nghỉ nhé, tụi em biết anh cũng không muốn lớn chuyện. Rồi tiếp tục, mẹ cái thằng rẻ rách Duy Nguyễn, vẫn của Cát Phượng nha quý vị. Mẹ cái thằng rẻ rách Duy Nguyễn, với cái đám fan bố láo vào trang của tao comment bậy bạ vớ vẩn, biết có ngày hôm nay thì hôm đó tao phất tay cho đàn em đập chết mẹ mày rồi, thằng ranh con. Đó, muốn yên cũng không xong với bọn nhóc con này mà. Đó, đó là nhưng mà Ly á, cái tút Ly vừa đọc này nè, là Ly mới viết lại ở trên một cái cũng tên là Cát Phượng, nhưng mà Ly hy vọng rằng là không phải của nó. Rồi thì ở đây á, là có một cái nick Soha đăng ở trong nhà Cát Phượng như vậy quý vị. Cát Phượng, lời căn dặn tận tình của nghệ sĩ Hoài Linh trước khi đi xử lý Gimmer xúc phạm nghệ sĩ Chí Tài. Rồi một cái Facebook Phạm Thành Trung cũng comment ở trong nhà, một cái mic Hòa An: Thánh Duy luôn dám đóng cửa rồi báo công an. Nãy Ly điện cho cái anh mà nói là hỗ trợ Duy Nguyễn, anh điện lại. Hòa An thì viết ở trong Facebook của Cát Phượng này:
thằng Duy Lương dám đóng cửa rồi báo công an là không cho đoàn nghệ sĩ vào đấy. Chính nó phải mời đón tiếp, không thì tình hình còn tệ hơn đấy. Rồi MC Lê Minh, nghe nói ở đâu miền Tây chứ Ly lần đầu tiên thấy mặt cái thằng này. Mày đụng đến nghệ sĩ đã khuất thì bà cứu mày rồi. Mày dẹp Phong Tạ sớm là vừa. Tao chửi mày thì mày nói tao đú phen. Chắc tao cười mày thì không sao đấy, he he Duy miệng thúi. Rồi nói tiếp, lần này không văn hóa văn nghệ với mày nữa, kha kha kha. Rồi thì có những cái như của Đàm Vĩnh Hưng vân vân thì quý vị thấy rồi. Và bây giờ nói thẳng với mấy người ấy nè. Bây giờ mấy người ném mắm tôm nọ kia vào nhà Duy Nguyễn. Thì Duy Nguyễn hãy cho một cái hẹn đi Duy Nguyễn. Bây giờ hẹn với bọn họ vậy nè. Tại vì Ly đã nói chuyện với cái anh mà chủ doanh nghiệp rồi. Bây giờ nếu trừ khi họ chơi lén nhá. Còn nếu chơi quân tử, muốn hẹn bất kể giờ nào, kéo đến bao nhiêu trong thằng ok, chơi luôn, chơi tay bo luôn, chơi gọi là chơi đẹp luôn, chơi kiểu gọi là quân tử luôn. Thích chơi thì chơi, còn đừng có chơi cái kiểu xấu xa mà giờ đi ấy, đi ném mắm tôm vào nhà người ta, rồi đòi đánh sập kinh tế nhà người ta. Đã nói Duy Nguyễn sai thì hãy làm đơn, mà ở đây muốn làm đơn chỉ là cái ông người thân của ông Chí Tài thôi. Không một thằng con nào mà có quyền kéo đến nhà của em Duy Nguyễn hết. Nhớ chưa? Chứ đừng nghĩ là bây giờ Duy Nguyễn xúc phạm một người nghệ sĩ nào đó thì chúng mày có quyền kéo đến nhà Duy Nguyễn muốn làm trời làm đất gì đó. Tại sao bây giờ nói hay lắm, bây giờ những cái bài viết mà Ly vừa đọc, tại sao bây giờ xóa hết trơn rồi? Sao anh hùng sống để đi? Mà Ly nhắc lại cho quý vị nghe vậy nhé. Khi mà đọc cái tút của So Ha mà nói về lời dặn dò của anh Hoài Linh á, mà Cát Phượng đã làm đúng y chang lời dặn của Hoài Linh á, thì Ly đọc cách đây 3-4 ngày thì trong Ly trỗi dậy một cái sự nghĩ vậy quý vị. Ly hình dung, biết quý vị nghĩ sao? Ly hình dung Ly hình dung là Hoài Linh đang là Nam Cam. Hoài Linh đang là hiện thân của Nam Cam. Cát Phượng đang là hiện thân của bà Trùm Hải Phòng Dung Hà. Và những cái bọn mà kéo đến nhà Duy Nguyễn nó giống như băng đảng Nam Cam, nó giống như một thế giới ngầm. Vừa ở ngoài là nghệ sĩ nhưng cấu kết với những cái bọn giang hồ á quý vị. Và có thể lũng đoạn cái xã hội này. Và nếu như mà người dân chúng ta mà không lên tiếng kịp thời để bảo vệ em Duy Nguyễn á, thì Ly nghĩ em Duy Nguyễn còn bị bọn chúng uy hiếp dài dài. Ly nói thật đấy. Bởi vì qua những cái status mà họ viết lên như là của Đàm Vĩnh Hưng, của thằng Xin Nguyễn, trước khi đến nhà Duy Nguyễn là họ đã uy hiếp rồi quý vị. Họ đã gọi điện uy hiếp rồi quý vị. Chứ không phải là họ chỉ đến một cách gọi là nói chuyện theo cái tính chất gọi là đến nói chuyện mà một cách là hòa nhã lịch sự đâu. Và Ly nghĩ là ở đây có công an nên vào cuộc, bởi vì ở đây đã có dấu hiệu của hoạt động băng nhóm rồi. Đó là sự thật. Và ở đây thì Ly sẽ đọc cho quý vị nghe một cái bài của một cái bác mà Ly thấy rất là hay. Bác tên là Phín V.S. Kền. Viết về Chí Tài, người nghệ sĩ ván số. Vì họ hàng đưa ngài về lại Mỹ mà không chôn ở Việt Nam, nằm chung với anh em Mỹ đen, nói tiếng xì xồ, chắc chắn ngài Chí Tài không thích. Khiến mình phải phóng đôi mắt tuệ, chứ thường tình mình không xem hài, he he. Mấy anh em bóng ướn nẹo, mình éo thích. Chí Tài là vượt biên bằng thuyền, cùng đợt đánh Hoa Kiều 1979. Lang bạt đến được Mỹ vào năm 1981. Thời đó ngăn sông cấm chợ, kinh tế sai lầm sa sút, dân đói kém khắp nơi, anh em bùng được là mừng, chuyện không nói nữa. Từ 1979 đến 1990, anh em nội địa đói hóa điên, anh em Kiều xòe tập Đô Xanh khiến bà con lác mắt. Kiều thời đó quả là khủng. Bên Mỹ, nếu anh em có vẫy cờ vàng chửi Cộng sản thì cũng là thường, méo ai để bụng.
Thế và thế sự sai vần, từ 1990 được mở biên bỏ cấm vận, người Việt Nam nội địa gượng dậy và giàu nhanh như ăn cắp. Bác này viết tếu tếu. Thời thế đổi khác, anh em Thúy Nga Paris ở nước ngoài đói méo mồm, ra đĩa thì bị in lậu, diễn thì méo ai xem. Anh em Kiều bắt đầu lo kiếm tiền, ít người chịu mua vé xem anh em diễn. Thế là anh em về lại Việt Nam, nơi dân luôn hoan nghênh anh em trở lại. Lác đác các nghệ sĩ về diễn và kiếm được tiền, anh em hoan hỉ quá. Nghệ sĩ, cái mà họ cần chưa chắc đã là tiền, mà là khán giả, nơi đông đặc đầu đen và các tràng pháo tay ầm vang như phá mà. Thế là ngài Chí Tài về Việt Nam diễn, trải đã 20 năm, vợ ngài không về, do nhà vợ chống cộng, chứ chưa chắc đã hết yêu ngài. Ngài về diễn, họ hàng chắc không ai ưa ngài cũng. Ngài cô độc ở Việt Nam và anh em họ hàng cứ ở bên Mỹ. Đây là sự khác biệt về ý thức hệ. Gia đình ngài thì chống cộng, có vẻ mấy anh em ngài lẫn bên vợ đều thù oán không dứt được. Họ không về Việt Nam và khi ngài chết, họ đưa ngược ngài về Mỹ mà không chôn ở Việt Nam, nơi quê cha đất mẹ. Họ muốn truyền một thông điệp là không hòa giải. Thực ra anh em Kiều thù oán thế là quá lâu. Từ 1975 đến giờ là 45 năm rồi. Mọi anh em quan lại mất nét đều chết cả rồi. Đất nước đổi mới từng ngày, quan lại hiền như bụt, có ăn tiền thì cũng nhỏ nhẹ như mèo. Có gì mà anh em giữ oán thù lâu thế? Người anh em thể hình tay to như phích thắc, thắc mắc kiểu này chứ cũng không xúc phạm ngài Chí Tài. Nhưng anh em nghệ sĩ kéo đến làm loạn, khiến mình không ưng. Ai cũng có quyền thắc mắc về người nghệ sĩ vốn thuộc về công chúng. Nhắc lại nhé. Ai cũng có quyền thắc mắc về người nghệ sĩ vốn thuộc về công chúng. Và chị Lisa Vũ chỉ có nói rồi, khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà, dâng tiếng hát cho đời, mà đã mang kiếp cầm ca thì phải chấp nhận những cái tiếng chê trách của đời. Khi em xin bằng lòng mang tiếng trách chê của đời. Rồi, đã là người nghệ sĩ đã chấp nhận làm người của công chúng, thì công chúng có quyền thắc mắc, có quyền nói về chuyện của họ. Còn nếu họ cảm thấy bị xâm phạm đời tư, bị xâm phạm quyền riêng tư, thì họ cũng chỉ có được cái quyền là làm đơn, thuê luật sư kiện cái người đó ra tòa. Chứ cái người, nhắc lại, Chí Tài có đội mồ sống dậy, Chí Tài cũng không có quyền cầm dao cầm gậy đến, hoặc là đi mang bầy đàn, kéo bầy đàn đến nhà Duy Nguyễn để mà nói chuyện. Thẳng ra đó, Duy Nguyễn chẳng qua là người ta là một doanh nghiệp, một doanh nhân, người ta làm ăn lớn, người ta dùng cái chữ nhẫn. Chứ bọn mày á, mà gặp phải cái người mà gọi là chơi khô máu như Trần Ly á, thì làm ăn chẳng làm thì thôi, kéo tới nhà tao hả, khỏi cho, nói với thằng Nguyễn xin chứ, đã không tới thôi, tới là chỉ còn nước là lụm cho vào thùng nước đá đưa vô bệnh viện nối lại thôi. Cứ thử kéo đến đi, không có hiền giống Duy Nguyễn đâu. Rồi, đọc tiếp cái bài. Người anh em thể hình tay to như phích, thắc mắc kiểu này chứ cũng không xúc phạm ngài Chí Tài. Nhưng anh em nghệ sĩ kéo đến làm loạn khiến mình không ưng. Ai cũng có quyền thắc mắc về người nghệ sĩ vốn thuộc về công chúng. Mà sự thật nếu có xúc phạm thì quyền được lên tiếng là người bị xúc phạm. Chứ anh em nghệ sĩ kéo một bầy đàn đến là vô lý đùng đùng. Người anh em tay to như phích có xúc phạm gì anh em đâu. Và vụ này khiến mình kết luận người Việt nội địa đã và đang giàu hơn anh em Kiều, tay là kẹt,
À, kiều tây là kẹt, nó như cái bình thông nhau thôi. Nơi nào nghèo thì anh em bùng, nơi nào giàu là người tìm đến. Mà đầu tiên là anh em nghệ sĩ hải ngoại ùn ùn kéo về diễn. Hỡi ôi, anh em kiều Mỹ oán thì nên cởi, không nên buộc. Anh em đã có thể chôn ngài Chí Tài ở quê nhà, nơi ngài sinh ra. Mình tin ngài Chí Tài cũng muốn nằm ở quê mẹ cùng bạn bè và khán giả hâm mộ, hơn là nằm bên Mỹ, vừa lạnh vừa đông anh em da màu xì xồ, nghe có hiểu méo gì đâu. Phín lừng danh kính phím rip ngài Chí Tài. Đó là một trong những cái bài mà Ly thấy ở trên mạng viết. Và nói tóm lại đó, thì hôm nay ở đây nhân tiện nhắn với Duy Nguyễn là Duy Nguyễn ạ, chị sẽ gửi cho em một cái số điện thoại của cái vị doanh nhân này. Ở về giới những người mà gọi là có máu mặt, gọi là cứ có gọi là giang hồ, nhưng mà giang hồ người ta chơi theo cái kiểu là lịch sự nhá, đúng giang hồ nhá, không phải giang hồ bẩn bựa nhá, không phải giang hồ tép riêu, không phải giang hồ gọi là nửa mùa như cái thổi thằng Nguyễn Xin nhá. Đó, đúng rồi á chị, đúng rồi á em Nguyễn Bích Liên, nghe xót xa chứ. Chẳng qua bây giờ không một ai mà khi người Việt mà khi chết xuống mà muốn nằm ở xứ lạ quê người. Nhưng chẳng qua cái bọn nó chống cộng, nó muốn gửi một thông điệp chúng ta kể cả chết cũng không muốn về Việt Nam. Bởi vì thực tế chúng nó sẽ không về, cho nên việc nhang khói cho Chí Tài rất là khó khăn. Nhưng mà nói tóm lại giờ cái chuyện đó không, mình không bàn tới. Mình chỉ bàn tới cái sai, cái đúng của Duy Nguyễn. Nhắc lại một lần nữa, không có bất cứ một kẻ nào ở Việt Nam được quyền kéo bầy đàn đến đụng tới một cọng lông của Duy Nguyễn, khi Duy Nguyễn không hề đụng chạm tới các người. Còn nếu Duy Nguyễn sai với ông Chí Tài, thì ông Chí Tài chỉ được phép bà bé heo bé chó gì đó là có thể là ủy quyền, mang cái giấy ủy quyền về đây làm đơn thưa Duy Nguyễn ra tòa. Rồi đó mới là cách xử sự của những người có văn hóa. Tuy nhiên thông thường á, với những cái lời nói của em Duy Nguyễn á, mà có xúc phạm đến những người nghệ sĩ, người của công chúng á, thì những cái người nghệ sĩ mà họ có văn hóa thì họ chọn cái cách là im lặng, chứ không phải hùng hổ xôn xôn kéo bầy đàn đến uy hiếp người ta như cái lũ nghệ sĩ nửa mùa chúng mày đâu.